Thưa quý vị, tối qua ngày 21 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Tham gia cuộc điện đàm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu một số ban bộ ngành của hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng, đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực, nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước. 62 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Cuba, thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Đồng chí Miguel Díaz-Canel đã chia sẻ về tình hình khu vực Mỹ-Latin và Cuba, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản Cuba trong thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và đề ra các biện pháp xử lý những khó khăn thách thức hiện nay. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu của Cuba trong khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi, chia sẻ khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em phải đối mặt. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Miguel Díaz-Canel, với tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro và Raúl Castro, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba, luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro, thể hiện tình cảm đặc biệt của Cuba dành cho Việt Nam. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, tái khẳng định phản đối chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước, khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực giữa hai đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp, trao đổi những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới, nhất trí tăng cường hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục trao đổi lý luận, kinh nghiệm, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, y tế, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Đồng chí Miguel Díaz-Canel bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các dự án tại Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán buôn, bán lẻ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời mời đồng chí Raúl Castro và đồng chí Miguel Díaz-Canel sớm sang thăm lại Việt Nam. Đồng chí Miguel Díaz-Canel cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.